Xin chào các bạn, mình là WeSan. Và hôm nay, để tiếp tục với cái series mod RAM RPG của NoCubed, chúng ta sẽ đi với một cái mod tiếp theo của anh với tên gọi là Creeps and Crop. Creep and Crop thì cũng là một mod khá là đơn giản thôi. Mod này sẽ thêm vào Minecraft những cái loại mob, vật phẩm liên quan đến chủ đề bí ngô. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nó luôn nhé. Mob đầu tiên chúng ta gặp sẽ có tên là Creepling, một dạng quái vật bí ngô đột biến có thể đi lại trên những cái chân của chúng. Chúng sẽ spawn ra ở những khu vực biome bình thường có độ cao trên mặt biển ở trong Minecraft. Chỉ trừ những cái biome liên quan đến sa mạc hay có nhiệt độ quá lạnh. Mình đoán dù sao thì bản chất chúng vẫn là cây cối nên khó có thể chịu lạnh được. Những sinh vật Creepling này sẽ miễn nhiễm với sát thương từ xương rồng. Và chúng khá là nguy hiểm với người chơi ở giai đoạn đầu game. Tuy nguy hiểm là vậy, nhưng Creepling lại hoàn toàn có thể thuần phục được bằng những cây nến trong Minecraft. Chúng sẽ đổi sang màu tím như được phát sáng ở bên trong, giống với các đèn lồng bí ngô. Và chúng sẽ bảo vệ người chơi bằng cách tấn công lên các mob gây hại. Các bạn có thể hồi máu cho các Creepling bằng những cái bone meal như thế này, vì dù sao chúng vẫn là cây mà. Mob thứ hai mà các bạn sẽ bắt gặp trong quá trình khám phá chính là những cái con Halloween như thế này. Theo câu chuyện thì chúng là anh của những cái Creepling nhỏ bé lúc nãy và nguy hiểm hơn gấp bội. Chúng cũng sẽ được bắt gặp ở mọi biome, trừ các biome lạnh và sa mạc. Cũng giống với các Creepling, các Halloween có khả năng miễn nhiễm với xương rồng và chịu được knockback cao khi chiến đấu. Nhưng sự nguy hiểm của chúng lại đến từ khả năng chúng chịu sát thương trực tiếp cao. Dù vậy thì các bạn vẫn có thể làm suy yếu khả năng này bằng cách sử dụng hâu, cuốc đất để đánh chúng. Như vậy, hiệu ứng kháng sát thương sẽ biến mất trong một thời gian ngắn. Một phương án hay là các bạn có thể dùng các vũ khí tầm xa để chiến đấu với các Halloween này. Hoặc là các bạn có thể chơi kiểu dân chủ và cài mod Timeless Gun Zero để bán hành cho nó. Vật phẩm mà các Creepling hay Halloween sau khi giết sẽ rơi ra gọi là các Creeping Sprout. Chúng sẽ được sử dụng trong công thức để chế tạo ra các công cụ có chủ đề bí ngô. Ngoài ra, các bạn cũng có thể chế tạo một cái bộ giáp bí ngô đặc trưng của mod. Khi mặc bộ giáp này, nếu các bạn ăn cái bánh bí ngô Pumpkin Pie thì sẽ được hiệu ứng Strength. Và đó chính là mod RAM RPG Creep and Crop của NoCubed. Tuy chỉ là những thay đổi khá nhỏ nhưng cũng khiến cho thế giới của Minecraft thú vị hơn rất nhiều rồi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy đăng ký kênh để mình tiếp tục có động lực để làm ra những cái video về các mod chất lượng khác như thế này trong tương lai. Mình là WeSan, cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video khác nhé.